trân trọng kính chào quý bà chị em công chúa. Suốt mấy tuần qua có sự gián đoạn vì cớ xem Nguyễn Phải về Việt Nam thăm gia đình cũng như hội ngộ với mục sư Nguyễn Thanh Bình. Nay trở lại, chúng ta cùng tiếp tục học lời Chúa với mục sư. Xin quý bà chị em đừng quên nhấn nút like. Nếu ai chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký, đồng thời chia sẻ cho nhiều người cùng học lời Chúa với chúng ta để hiểu biết thêm về lẽ thật. Cảm ơn quý bạn chị rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhau học lời Chúa với mục sư Nguyễn Thanh Bình. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa về cái đề tài đó là ta là thần. Ta là thần. Điều mà chúng ta cần nhận biết đó là địa vị của chúng ta trong Chúa. Nếu chúng ta không biết địa vị mình ở trong Đức Chúa Trời, trong Chúa, thì chúng ta sống rất là thiệt thòi. Chúng ta đánh mất nhiều thứ quan trọng lắm. Cảm ơn Chúa là Kinh Thánh đã cho chúng ta những lẽ thật. Chúng ta càng đọc, càng suy gẫm, chúng ta càng khám phá những lẽ thật. Và những quan trọng và lẽ thật quan trọng nhất là cái địa vị của mình trong Đức Chúa Trời là như thế nào. Cảm ơn Chúa là Hội Thánh chúng ta đã biết nhiều về lẽ thật, về địa vị của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về địa vị của chúng ta. Chúng ta có địa vị là người công chính trong Đức Chúa Trời, chúng ta địa vị là con, là thầy tế lễ. Chúng ta có địa vị là thánh nhân. Bây giờ chúng ta xét một cái khía cạnh khác, đó là địa vị, đó là chúng ta là thần. Chúng ta là thần. Trong Di Thiên 82 câu 6 thì Chúa nói là ta đã nói các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Nếu chúng ta không phải là con thì chúng ta không thể là thần. Nhưng mà nếu chúng ta là con thì tất nhiên chúng ta là thần. Mà nếu mà Chúa phán là con thì chúng ta là thần, thì chúng ta phải nhận biết điều đó. Thế gian này họ đi tìm kiếm thần thánh, nhưng mà thật sự đó là sự lừa dối của ma quỷ. Chứ không có thần, không có sắc thánh. Nhưng mà chúng ta đây nè, những người con của Đức Chúa Trời, những người đã được sanh lại đây nè, thật sự mới là thần. Mới là thần. Mà nói tới thần là coi như là một thân vị rất là đặc biệt, có quyền phép, có quyền phép, có địa vị cao trọng. Cho nên chúng ta mới thật sự là những thần của Đức Chúa Trời đây. Vì Chúa phán, các ngươi là thần và hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Trong Thi Thiên đoạn 82 câu 6 như vậy. Chúng ta sẽ xem xét Thi Thiên 82 câu 6. Trong Thi Thiên 82 thì Chúa đang nói đến cái việc mà Ngài đang đón xét các thần. Có một cái sự phán xét, một sự phán xét các thần. Câu 1 nói rằng Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét giữa các thần. Chữ thần ở đây là dùng chữ God đàng hoàng. Chứ không phải là Spirit đâu nha quý vị. Không phải là Spirit mà là God, có nghĩa là thần đó. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, đoán xét giữa các thần. Hội này là hội của Đức Chúa Trời, bao gồm rất là nhiều thần, và bây giờ Đức Chúa Trời đang phán xét. Và chúng ta biết Thi Thiên này đang nói đến cụ ước, có nghĩa là đang nói đến dân tộc Israel. Dân tộc Israel cũng là các thần. Luật pháp nói rõ ràng là dân tộc Israel là các thần, và bây giờ Đức Chúa Trời đang đứng ở giữa họ, đang đoán xét họ. Và Chúa đã đoán xét họ điều gì? Câu 2 cho chúng ta biết cái lý do mà Chúa đoán xét họ. Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và tay vị kẻ ác cho đến chừng nào. Trong lịch sử dân Israel chúng ta thấy họ là một dân tộc mà Đức Chúa Trời ưu ái và làm rất là nhiều phước lành cho họ. Đấy. Nhưng mà sao? Họ lần lượt phạm từ tội này đến tội khác. Và đặc biệt là Chúa chú trọng đến cái tội mà họ làm, đó là những cái người lãnh đạo đó, họ phán xét, họ cư xử với dân sự là không có công bình và tay vị kẻ ác. Chứ nó các ngươi đoán xét chẳng công bình và cây vị tệ ác cho chúng chừng nào. Mặc dù họ là thần đó nhé. Họ được Đức Chúa Trời xem họ là thần đó, nhưng mà họ đã phán xét, họ đoán xét người khác tây vị và chẳng công bình. Chúa quả trách họ điều đó. Chúa nói câu 3 là hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng nặng. Chúng ta thấy dân Israel thời xưa đó, họ cũng mắc một cái lỗi lầm, cái tội lỗi quan trọng, đó là họ phán xét một cách thiên vị cho người giàu và bức hiếp kẻ nghèo.
Ngày hôm nay chúng ta thấy cũng vậy, trên tòa án ấy, nhiều khi người ta phán xét dựa vào và phán xét không có công chính. Nếu mà người giàu có, người ta có tiền đút lót hối lộ thì cái cán cân công chính sẽ bị lệch liền, sẽ bị lệch liền. Ngày hôm nay vẫn xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng mà đó là người thế gian, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, họ là thần thì họ phải phán xét cách công bình. Cho nên Chúa nói là hãy phán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người bần rầu và kẻ túc ngặt. Đây là những cái giới mà Đức Chúa Trời rất là ưu ái và quan tâm. Nếu mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước, kể cả trong Tân Ước, thì chúng ta thấy là Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm và ưu tiên cho những người mồ côi, kẻ quá bụa và những người nghèo, thậm chí là những người khách lạ luôn nữa, là những người mà coi như là một dân tộc khác mà đến kiều ngụ dân Sven, thì Chúa luôn luôn ưu ái cho những người đó, Chúa luôn luôn quan tâm những người đó. Thậm chí là khi mà người ta mà gặt lúa đó, thì Chúa nói là những cái gì mà nó sót lại, nó rớt lại đó, đừng có lượm, để cho người nghèo và kẻ mồ côi người ta đến người ta lượm. Và Chúa nói nếu mà người nào mà ức hiếp kẻ công bình và kẻ mồ côi thì người đó sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét. Cho nên đây là một trong những cái điều mà Đức Chúa Trời đoán xét họ, vì họ đã xử không công bình với những kẻ nghèo. Mồ côi là những đối tượng mà Đức Chúa Trời yêu mến, Đức Chúa Trời quan tâm. Không những thế mà Chúa còn nói rằng là khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. Phải cứu vớt họ, giải cứu họ khỏi tay kẻ ác. Trong khi đó thì họ lại tiếp tay với kẻ ác để bức hiếp những người này. Chúa lại muốn họ phải giải cứu họ, giải cứu những người khốn cùng này khỏi tay của kẻ ác. Cho nên câu 5 Chúa kết luận điều gì? Chúa nói chúng nó không biết chi cũng chẳng hiểu chi. Không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, cũng không hiểu được luật lệ của Đức Chúa Trời là sao. Không biết chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm, các nền trái đất đều rúng động. Nghĩa là họ đã hành xử như những con người ở trong sự tối tăm. Họ làm cho coi như là nhiều người rúng động. Như vậy là trong cái chi tiết này chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã đoán xét các thần. Dân Israel là một dân tộc của Đức Chúa Trời và Ngài gọi họ là các thần. Luật pháp cũng phán là họ là các thần, nhưng mà thế họ không cư xử một cách đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong câu 6 Chúa nói rõ, ta đã nói các ngươi là thần, chứ dùng chữ God là thần chứ không phải spirit đâu nha, không phải là linh đâu. Thần hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dù vậy, dù các ngươi là thần, nhưng mà dù vậy các ngươi sẽ chết như loài người và sa ngã như một quan trường. Chết như loài người và sa ngã như một quan trưởng. Thần mà phải chết như loài người, thần mà phải sa ngã như một quan trưởng, lẽ ra thần không có chết. Lẽ ra thần không có chết như loài người. Loài người chết vì tội lỗi của họ, loài người bị tội lỗi nó cai trị, loài người chết vì cớ tội ác của họ. Nhưng mà thần thì không có thể chết như vậy, nhưng mà họ đã chết như loài người và sa ngã như một quan trưởng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là lẽ ra họ có một cái cuộc sống rất là tốt lành, giống như Abraham, như Isaac, như Jacob. Họ Kinh Thánh nói là về cuối đời thì ông là coi như là họ là thỏa mãn về đời mình, tắt hơi về với tổ phụ. Thỏa mãn về đời mình, tắt hơi về với tổ phụ. Nhưng mà dân Israel thì sao? Thì chết như loài người, có nghĩa là không những chết vì có tội lỗi, chết vì bệnh tật, mà chết vì cương giáo nữa. Chúng ta biết lịch sử dân Israel nó là Chúa đã khiến cho rất là nhiều dân tộc thù nghịch đến vây đánh và bắt họ đi lưu đày. Vây đánh không phải chỉ vây đánh bình thường, mà giết chết họ, mổ đụng bụng đàn bà có mang, rồi coi như tàn sát họ một cách tàn khốc. Mà họ là thần, họ là các thần. Nhưng mà vì cớ tội lỗi của họ, cho nên Chúa phán xét họ, Chúa nói các ngươi sẽ chết như loài người và sa ngã như một quan trưởng. Đúng là họ không có chết. Không có chết như loài người được, không có bị một số phận giống như loài người được, không có sa ngã như những quan trưởng, dù họ là vua, là chúa gì đi nữa. Con người mà dù có vua, có chúa gì nữa cũng sẽ sa ngã, cũng sẽ chết. Nhưng mà thần thì không. Nói đến cái điều này, chúng ta suy gẫm về chúng ta. Chúng ta suy gẫm về mình. Chúng ta là con Đức Chúa Trời. Chúng ta là thần. Cho nên chúng ta được định không phải chết như loài người.
không bị định để chết vì cớ tội lỗi của mình, không định chết vì cớ bệnh tật đau yếu. Chúng ta không chấp nhận điều đó, vì chúng ta là thật. Lẽ thật nói như vậy thì chúng ta tin như vậy. Và nếu chúng ta tin điều gì chúng ta xảy ra như vậy, chúng ta thấy trong các thư tín của Phaolô, ông không hề nói một người con cái Chúa mà qua đời đó, ông không nói chết đâu đó. Ông dùng cái từ gì? Ông dùng từ ngủ. Ông không có dùng từ chết. Trong toàn bộ thư tín của Phaolô chúng ta thấy đó là khi ông đề cập đến con cái Chúa mà chết thì ông nói là ngủ. Chết thì kể như là hư mất luôn. Còn ngủ thì có ngày thức dậy. Ông dùng từ ngủ có nghĩa là sẽ có ngày thức dậy. Chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu khi mà Ngài kêu người chết sống lại đó, thì Ngài nói chúng nó ngủ. Nói ngủ giống như con gái của người thầy đội. Con gái của người quan cai nhà hội trong thể thầy đội. Khi Chúa bước vào nhà thì con nhỏ nó đã chết rồi. Chúa nói ngủ. Thì những người kia nhạo báng Ngài, bởi vì nó chết thật. Nhưng mà người kia nhạo báng Ngài, nhưng Ngài nói nó ngủ. Mà khi Chúa tuyên bố nó ngủ có nghĩa là Chúa sẽ đánh thức nó vậy. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là thần. Chúng ta không chết như loài người. Sẽ có thể nếu Chúa chưa trở lại thì chúng ta ngủ. Nhưng mà nếu chúng ta tin rằng là thời kỳ của chúng ta là thời kỳ mà Chúa sẽ trở lại, chúng ta sẽ vượt sự chết mà vào sự sống. Có nghĩa là chúng ta không ngủ, mà Chúa đến chúng ta được cất lên đi cùng với Chúa, không trải qua sự chết. Khẳng định một lần nữa, phải nhận biết lẽ thật này. Tôi là thần, tôi không thể nào chết như loài người. Không có điều gì khiến cho tôi phải chết hết. Tôi đến kỳ tôi sẽ thỏa mãn ngủ về với Đức Chúa Trời, chứ không có chết như loài người. Tôi phải tin điều đó, tôi chấp nhận điều đó, tôi công bố lẽ thật này. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy đoán xét thế gian. Đoán xét thế gian này, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Chúng ta thấy nó hai cái câu này nó nghe hơi mâu thuẫn với nhau. Nếu mà bảo là Đức Chúa Trời hãy trỗi dậy đoán xét thế gian thì thế gian chết hết rồi còn gì nữa. Bởi vì thế gian có ai là công bình, thế gian có ai là không phạm tội đâu. Đừng nói Ngài xóa đoán xét các thần của Ngài, đó là dân Israel, mà bây giờ là coi như tác giả muốn là Đức Chúa Trời phải đoán xét cả thế gian, chứ không phải chỉ là ở trong nhà của Ngài thôi, mà đoán xét cả thế gian này. Nhưng mà rồi sao lại nói là vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Đoán xét thì chết hết rồi còn làm gì nữa, muôn dân làm cơ nghiệp. Chúng ta biết rằng đây là một cái sự, đây là một cái lẽ thật, nó khá là mầu nhiệm, nó mang tính tiên tri. Hỡi Đức Chúa Trời hãy trỗi dậy đoán xét thế gian. Không phải là Chúa hủy diệt thế gian này, nhưng mà Chúa đoán xét thế gian là Chúa đoán xét cả thế gian trên một con người thôi. Đó là Chúa chất hết tội lỗi của cả thế gian trên một mình Chúa Giê-xu, và Chúa phán xét trên Chúa Giê-xu. Đó là đoán xét thế gian. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu phải chịu đoán xét, chịu Đức Chúa Trời phán xét, không phải vì tội của mình mà tội của cả thế gian này. Cho nên vì cớ đó mà Chúa được muôn dân làm cơ nghiệp. Chúa được muôn dân làm cơ nghiệp. Dân Israel bị phán xét, dù họ là các thần, họ bị phán xét và chết như loài người. Nhưng mà rồi Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu chịu phán xét cho cả thế gian này, để rồi cả thế gian này đã trở thành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là một trong những cơ nghiệp đó, một trong những người thuộc về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúng ta xem coi, dường như Chúa Giê-xu chưa bao giờ Ngài tự xưng Ngài là Đức Chúa Trời hết. Nhưng mà chúng ta xem Chúa nói gì. Trong ca 30, trong văn đoạn 10 câu 30, Chúa Giê-xu nói là ta với cha là một. Chúa Giê-xu chỉ nói ta với cha là một thôi. Nhưng mà người Giu-đa thì lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, việc chi mà các ngươi ném đá ta. Chỉ một câu nói Chúa Giê-xu nói là ta với cha là một thôi, là họ tìm cách ném đá Chúa mà họ không cần nhìn thấy cái việc làm của Chúa. Việc làm của Chúa là việc làm lành. Lành ở đây là Chúa khiến cho người chết sống lại. Chúa chữa lành biết bao nhiêu người què, người đuôi, người điếc, người câm. Những việc siêu nhiên mà con người không thể làm được. Nhưng mà họ không cần biết cái điều đó. Họ ném đá Chúa vì một câu nói thôi, ta với cha là một. Câu 33, người Giu-đa trả lời rằng
ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá người, nhưng vì người lỗi, lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đâu nói Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chỉ đơn giản nói ta với Cha là một. Thì họ ném đá liền và họ kết luận là Chúa Giêsu tự xưng là Đức Chúa Trời. Ta với Cha là một có nghĩa là tự xưng là Đức Chúa Trời. Họ kết luận như vậy. Và thật ra là như vậy. Thật ra là như vậy. Dù Chúa Giêsu không chính miệng mình tự xưng là Đức Chúa Trời, nhưng mà câu nói của Chúa Giêsu khẳng định ta với Cha là một có nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời. Câu 34, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trong luật pháp các ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là thần hay sao? Ngài Chúa nhắc lại luật pháp Thi Thiên 82. Thi Thiên 82 là Chúa lại nói đó là luật pháp đó nha. Luật pháp phán rằng các ngươi là thần. Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, chữ God nha, God nha, chứ không phải là cái chữ Spirit đâu nha. Và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, Kinh Thánh không thể bỏ được, Kinh Thánh đã nói thì điều đó là đúng. Kinh Thánh không thể bỏ được, ta đã nói các ngươi là thần. Và Kinh Thánh không thể nào thay đổi được, đã nói thì họ là thần, nhưng mà dầu vậy họ chết như một loài người. Và Kinh Thánh có nói chúng ta là thần không? Cũng luôn, cũng có. Bởi vì chúng ta là con Đức Chúa Trời thì chắc chắn chúng ta là thần. Và Kinh Thánh không thể nào bỏ được. Quý vị là thần, không có điều gì có thể thay đổi được cái vị trí đó. Không có điều gì, không có bất kỳ điều gì. Bởi vì Kinh Thánh đã phán thì không có bất kỳ điều gì, không có ai, và thậm chí Kinh Thánh cũng không thể thay đổi được địa vị của chúng ta luôn. Và Chúa Giêsu nói tiếp: còn riêng Ngài thì sao? Thì ta đây là đấng mà Cha đã biệt riêng ra thánh, sai xuống thế gian, nói ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta lộng ngôn. Cái dân Israel được Kinh Thánh phán là thần, được tuyển chọn, được Kinh Thánh phán là thần, dù họ ở trên đất này nhưng mà họ đã được tuyển chọn và phán là thần. Còn Chúa Giêsu thì được Cha biệt riêng ra thánh và sai xuống thế gian này, từ trời sai xuống thế gian này, và Chúa nói ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi đã cáo ta lộng ngôn. Chúng ta thấy hai địa vị khác nhau. Một địa vị là họ là những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, biệt riêng ra thánh và gọi họ là thần. Còn Chúa Giêsu thì từ Đức Chúa Trời được biệt riêng ra thánh và đến thế gian này. À, và nói ta là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi Ngài là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta lộng ngôn. Này, chúng ta thấy ban đầu Chúa nói là ta với Cha là một, thì họ nói là coi như là Chúa tự xưng là Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa Giêsu nói ta là con Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây nó có một cái ý nghĩa màu nhiệm ở chỗ đây là con với Cha là một. Con với Cha là một. Nếu Cha là Đức Chúa Trời, con mà hiệp một với Cha thì con cũng là Đức Chúa Trời. Câu 37 nói rằng ví bằng ta không làm những việc của Cha ta thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta để các ngươi hiểu và biết rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Không phải là chỉ dựa vào lời nói, nhưng mà hãy nhìn vào hành động. Nhiều người ngày hôm nay tự xưng này, tự xưng kia là thần tử, là con thượng đế, vân vân. Nhất là người Trung Quốc, họ hay xưng những vị vua của họ là thần tử, là con trời. Nhưng thật ra không phải. Bởi vì việc làm của họ nó không xứng đáng với địa vị đó. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta, việc làm hành động của Ngài là những việc làm và hành động như là Đức Chúa Trời. Cho nên không phải là chúng ta tin vào lời nói mà tin vào hành động. Không phải nói mà là hành động, chứng tỏ điều đó. Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói ta với Cha là một. Ta là con của Đức Chúa Trời. Con với Cha là một, thì ta là Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa không cần tự xưng là Đức Chúa Trời, nhưng mà chính câu nói của Ngài hàm ý là Ngài chính là Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là sao? Chúng ta là thần, bởi vì chúng ta là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà thậm chí nếu mà chúng ta xét một cái cạnh màu nhiệm thì chúng ta cũng là Đức Chúa Trời luôn. Nghe nói cái điều này nghe nó kỳ cục phải không ạ? Nghe nó lạ, nó kỳ cục. Nhưng mà chúng ta thử suy gẫm thử xem sao. Suy gẫm thử xem sao. Câu 20, trong văn đoạn 17 câu 20, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha như thế nào?
ấy chẳng những vì con mà họ cầu xin thôi đâu. À, chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con. Họ đây là các sứ đồ. Còn những kẻ nghe lời họ là chúng ta ngày hôm nay này. Chúng ta ngày hôm nay này. Chúng ta nghe lời các sứ đồ để chúng ta tin Chúa Giê-xu. Lời các sứ đồ truyền giáo từ nơi này sang nơi khác đến lượt chúng ta. Và bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, nghe lời giảng dạy của sứ đồ và chúng ta tin. Để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha. Lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến chúng ta. Để ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con ở trong cha. Lại để cho họ ở trong chúng ta. Như vậy thì chúng ta với Chúa Giê-xu với cha là một. Chúng ta với Chúa Giê-xu với cha là một. Chúng ta không phải là một người mồ côi, một người khốn khổ, một người thất sủng. Chúng ta khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời mình thì chúng ta được sanh lại làm con Đức Chúa Trời, và là con Đức Chúa Trời thì chúng ta với cha là một. Chúa Giê-xu với chúng ta cũng là một. Mà nếu Chúa Giê-xu tuyên bố là ta với cha là một thì dân Do Thái ném đá ngay. Nếu bây giờ giả sử như chúng ta bước vào trong dân Do Thái thời kỳ bấy giờ, chúng ta có thể đứng lên chúng ta nói ta với cha là một, thì coi chừng chúng ta cũng bị ném đá. Và họ kết luận chúng ta là chúng ta tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Đây là sự mầu nhiệm, đây là ân huệ tuyệt vời mà Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ là một tội nhân. Thậm chí chúng ta được ví sách như giống như là một con côn trùng vậy, không ra chi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại được cứu chuộc và được hiệp một với Đức Chúa Trời. Và thậm chí chúng ta có thể nói ta với cha là một. Câu 22 lại nói thêm: con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một những cũng như chúng ta vẫn là một. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một. Thưa với anh em chị em chúng ta là chúng ta có sự vinh hiển, bởi vì nếu chúng ta là con Đức Chúa Trời thì chúng ta đã đang được ban sự vinh hiển, và cái sự vinh hiển của chúng ta nó phải như sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để làm một, để hiệp làm một. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Đức Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-xu sự vinh hiển của chính Ngài. Ông Giăng ông nói là chúng ta đã ngắm xem Ngài thật, sự vinh hiển của Ngài thật như sự vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Nghĩa là sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu là giống như sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói là ta đã, con đã ban cho họ điều đó. Đúng sự vinh hiển đó. Để chi vậy? Để được hiệp làm một. Nếu sự vinh hiển khác nhau thì không thể làm hiệp làm một, mà sự vinh hiển giống nhau, hiệp làm một. Câu 23. Chúng ta suy gẫm điều này nhé. Quý vị có sự vinh hiển, tôi có sự vinh hiển. Sự vinh hiển của chúng ta là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rõ rồi. Trong Philip có nói sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên, cũng là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời luôn, giống như hình bóng và bổn thể của Ngài. Câu 23 nói là con ở trong họ và họ ở trong cha, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết rằng chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Toàn vẹn hiệp làm một. Đây là lẽ thật. Lẽ thật gây dựng đức tin của chúng ta. Luật pháp không thể nào gây dựng đức tin chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ cố gắng để mà chạy theo luật pháp thì chúng ta thấy chỉ mình thấy không xứng đáng, thấy mình không thể nào xứng đáng. Nhưng mà nếu chúng ta học lẽ thật, không phải là học luật pháp, chúng ta khám phá ra rằng địa vị của chúng ta trong Đức Chúa Trời, chúng ta là thần. Không những là thần mà chúng ta còn được hiệp một với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta được hiệp một với Đức Chúa Trời thì sự vinh hiển của chúng ta như sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và nếu có thể gọi chúng ta cũng là Đức Chúa Trời, nếu có thể, bởi vì hiệp một với Đức Chúa Trời. Và chính khi chúng ta biết lẽ thật này, chúng ta tin lẽ thật này, chúng ta có đức tin trong cuộc đời của chúng ta.
Và khi đức tin nó lớn lao, nó nảy sinh về địa vị của chúng ta, thì những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta nó thuộc về chúng ta. Cơ đốc nhân ngày hôm nay đầy dẫy khó khăn. Không phải là họ không có quyền năng. Nhiều hội thánh rất là quyền năng, có ân tứ, nhưng mà thiếu lẽ thật. Cuộc sống của một cơ đốc nhân nó như thế nào là do lẽ thật quyết định, chứ không phải do quyền năng. Lẽ thật quyết định chứ không phải do quyền năng. Cơ đốc nhân mà hiểu lẽ thật, tin lẽ thật, bước đi theo lẽ thật thì đầy dẫy đời sống sung mãn. Còn nếu có quyền năng mà không hiểu lẽ thật thì cũng sẽ là một đời sống khó khăn. Chúng ta thấy là đó, nhiều hội thánh như vậy. Hội thánh có quyền năng, con cái Chúa còn khốn khổ nghèo khó. Trong Hebrew đoạn 1, chúng ta thấy rằng là thậm chí thiên sứ cũng không được gọi là thần, cũng không được gọi là con. Thiên sứ dù có quyền phép, chứ không phải là thần, không phải là con. Quyền phép lớn. Chúng ta lại được là thần, là con. Hebrew đoạn 1 câu 5 nói: vả Đức Chúa Trời có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Đức Chúa Trời há có bao giờ, có nghĩa là không bao giờ phán cùng thiên sứ rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Lại há có khi nào phán ta sẽ làm cha ngươi, ngươi sẽ làm con ta? Không có. Không có nói việc là sanh ngươi, mà cũng không khẳng định ta là cha ngươi là con, không có. Câu 6 thì nói: khi ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, con đầu lòng đây là nói Chúa Giêsu, thì ngài phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy con. Mọi thiên sứ phải thờ lạy con. Mọi thiên sứ phải thờ lạy con. Như vậy là địa vị của Chúa Giêsu cao trọng hơn. Khi ngài là con của Đức Chúa Trời thì mọi thiên sứ phải thờ lạy con. Không có thiên sứ nào được gọi là con Đức Chúa Trời. Há có phán bao giờ? Có khi nào không có thiên sứ nào được gọi là con? Chúng ta lại được gọi là con. Chúng ta thấy lạ. Và đối với Chúa Giêsu thì Chúa ra lệnh là thiên sứ phải thờ lại con. Cái chuyện mà chúng ta tôn vinh thờ lại Chúa Giêsu, điều đó không có gì sai hết. Ngày hôm nay nhiều người họ không muốn thờ lại Chúa Giêsu, họ thờ lại Đức Chúa Trời thôi, chứ họ không thờ phượng Chúa Giêsu. Không phải. Ta với Cha là một. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu tính là Đức Chúa Trời. Thiên sứ mà còn phải thờ lại con. Nhưng mà còn chúng ta thì sao? Chúng ta có lớn hơn thiên sứ không? Nếu chúng ta là con Đức Chúa Trời, nếu chúng ta là thần, được hiệp một với Cha, với Con, thì chúng ta có phải được thiên sứ hầu việc không? Câu 14 nói rõ. Câu 14 nói rằng các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người hưởng ơn của nghiệp cứu rỗi hay sao? Có thể thiên sứ không thờ lại chúng ta, nhưng mà thiên sứ phải hầu việc chúng ta, bởi vì chúng ta là con, là những người hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Trong bản dịch của chúng ta nói là các thiên sứ há chẳng phải đều là thần. Thần ở đây không phải là God giống như chúng ta, mà là Spirit. Là Spirit. Họ chỉ là những linh thôi. Linh để mà thờ phượng. Chúng ta không những là có linh, có hồn, có xác. Đúng không ạ? Có linh, có hồn, có xác. Mà chúng ta, do đó chúng ta được gọi là thần. Thần. Chúng ta là thần, là God. Còn các thiên sứ là Spirit. Được sai xuống để mà hầu việc chúng ta đó, quý vị. Cho nên đây là một cái lẽ thật rất là quan trọng. Lẽ thật này khẳng định địa vị của chúng ta mà chúng ta phải tin. Chúng ta ôn lại. Khi Đức Chúa Trời đoán xét các thần, là đoán xét những người dân Israel thời xưa, thì chúng ta mới phát hiện ra là họ chính là những thần của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ đã cư xử một cách không đúng đắn với địa vị của họ. Chúng ta phải nhận biết được địa vị chúng ta là thần, là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải cư xử xứng đáng như địa vị của một vị thần. Chúng ta không thể cư xử giống như người thế gian.
hãy cư xử xứng đáng như một vị thần. Họ đã cư xử không đúng đắn như một vị thần. Họ đã bức hiếp kẻ mồ côi, những kẻ túng là kẻ khốn cùng. Họ xử lễ ép người nghèo mà họ thiên vị kẻ giàu, là những đối tượng mà Đức Chúa Trời ưu ái. Cho nên, dù họ là thần, là con trai Đức Chúa Trời, nhưng họ sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trường. Thần nhưng mà chết như loài người, bị gươm dao, bị chém giết, bị lưu đày, bị đày đọa đủ thứ, chết như loài người. Chúng ta thấy thế gian này loài người là chết vì có tội lỗi. Kinh Thánh nói rõ ràng loài người chết vì tội lỗi. Cho nên rất là nhiều, nhất là thời đại ngày hôm nay, tội lỗi càng gia tăng thì sự chết càng kinh khủng. Người ta chết trước khi người ta chết rất là kinh khủng, ung thư này kia mọi thứ. Nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta là thần. Chúng ta không chấp nhận chết như loài người, không sa ngã như quan trường. Chúng ta thỏa mãn về đời mình, tắt hơi về với tổ phụ. Thỏa mãn về đời mình và trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta ngủ và chờ ngày thức dậy. Không có chết như loài người, không đau đớn, không khốn khổ để mà qua đời. Tin hay không? Cảm ơn Chúa. Tôi với anh em biết lẽ thật này, công bố lẽ thật, thực hành lẽ thật. Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét các thần, dân tộc của Ngài, Ngài đã thất vọng vì họ. Bây giờ Ngài chuyển sang đoán xét cả thế gian trên một mình Chúa Giê-xu, để rồi Ngài có được muôn dân là thần của Ngài. Không phải chỉ một dân tộc là thần của Ngài, mà muôn dân là thần của Ngài. Chúng ta những kẻ mà tin Chúa Giê-xu Christ, chấp nhận sự hy sinh Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, thì bây giờ chúng ta là thần của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố ta với cha là một, thì dân Giu-đa nói rằng là Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời. Họ không xét việc làm mà họ xét lời nói. Họ là thần mà Kinh Thánh đã phán rồi, không thể thay đổi được. Dù họ là người trong thế gian này được sanh ra bởi tổ phụ của họ, trong khi Chúa Giê-xu từ trời mà đến, thì Ngài nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời mà họ vẫn ném đá Ngài. Tất nhiên họ không tin điều này. Họ không tin Ngài được từ Đức Chúa Trời đến. Nhưng nếu không tin Ngài từ Đức Chúa Trời đến thì họ phải tin những việc Ngài làm. Đấy. Chúng ta thấy ở đây này, cha với ta là một. Có nghĩa là Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Và Ngài tự xưng là con thì cũng chính Ngài là Đức Chúa Trời luôn. Dù Ngài là con, bởi vì con với cha phải là một trong mầu nhiệm trong nước Đức Chúa Trời. Sự mầu nhiệm trong đứng Đức Chúa Trời, con với cha là một. Và vì cớ đó mà chúng ta thấy địa vị của chúng ta là vậy. Địa vị của chúng ta là một với Đức Chúa Trời. Đấy. Chúa Giê-xu đã từng cầu nguyện rằng là những ai tin đến Đức Chúa Trời, những ai tin Chúa Giê-xu Christ, tin lời giảng của các sứ đồ, tin Kinh Thánh, thì họ trở thành con và được làm hiệp làm một với cha ở trong con và con ở trong cha. Họ cũng ở trong chúng ta. Ngay cả sự vinh hiển cũng vậy. Chúng ta có sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời. Bởi vì chính chúng ta có sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời thì chúng ta mới hiệp làm một ở trong cha được. Con đã ban sự vinh hiển mà cha đã ban cho con để hiệp làm một. Để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và họ ở trong con. Đấy chưa? Khi chúng ta dự tiệc thánh, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu phán: nếu ai mà uống huyết ta thì ta ở trong họ và họ ở trong ta. Cho nên chúng ta cũng hiệp toàn vẹn làm một với Chúa Giê-xu Christ. Và nếu chúng ta hiệp làm một với Chúa Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đứng giữa dân Israel thời bấy giờ, chúng ta tuyên bố rằng ta với cha là một. Thì coi chừng chúng ta là bị họ kết luận là chúng ta tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Không những chúng ta là thần nha, nhưng mà lẽ thật cho chúng ta biết chúng ta có một cái địa vị đặc biệt là hiệp làm một với Đức Chúa Trời. Hiệp làm một với Đức Chúa Trời.
Người ta nhìn Đức Chúa Trời, người ta thấy chúng ta ở trong đó, ở trong đó. Dù là thiên sứ đầy quyền phép nhưng không phải là con. Không bao giờ Đức Chúa Trời phán với thiên sứ là con. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến trên thế gian này, chúng ta nên nhớ nhé, Chúa Giê-xu đến trên thế gian này. Khi Chúa Giê-xu còn chưa đến thế gian này, thì Ngài với Đức Chúa Trời là đồng đẳng với nhau. Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ khi Ngài đến trên thế gian này thì Ngài mới gọi là con Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nói con là con, cha là cha. Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chỉ là con. Không đúng. Ngài là con khi Ngài đến trên thế gian này. Ngài tự hạ mình xuống làm con, nhưng mà thật ra con với cha vẫn là một. Trong thân xác của con người, Ngài là con Đức Chúa Trời. Trong thân xác con người, Ngài không phải là con của con người, Ngài không cái con của loài người, nhưng mà Ngài là con của Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Nhưng mà trước khi Ngài đến trên thân xác con người thì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài ở trên trần, trên trời Ngài là Đức Chúa Trời. Đồng đẳng với Đức Chúa Trời, hiệp một với Đức Chúa Trời. Đấy. Cho nên khi con vào trong thế gian thì Chúa ra lệnh rằng là thiên sứ phải thờ lại con. Thiên sứ phải thờ lại con. Cũng trong chính đoạn 1 này luôn, thiên sứ không những phải thờ lại con, nhưng mà thiên sứ còn phải hầu việc con cái của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ chẳng phải đều là thần, là spirit, nha, là linh, nha, không có thân xác như chúng ta nha. Đã từng hầu việc Đức Chúa Trời thì bây giờ được sai xuống trên thế gian để hầu việc những người được ơn cứu rỗi. Sai xuống thế gian, chúng ta nên nhớ sai xuống thế gian. Sai xuống có nghĩa là ngay bây giờ nè, chúng ta là con Đức Chúa Trời. Chúng ta là thần nè, chúng ta được hiệp một với Đức Chúa Trời, được thiên sứ hầu việc. Nên nhớ điều đó. Thiên sứ sẵn sàng lúc nào để hầu việc chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể ra lệnh cho thiên sứ để hầu việc chúng ta, để làm việc gì. Tất nhiên là chúng ta phải nhạy bén theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, để chúng ta có thể là coi như là hưởng được cái ích lợi đó là thiên sứ hộ việc chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là một đề thật mầu nhiệm diệu kỳ mà anh chị em chúng ta phải nhận biết, phải kinh nghiệm, phải tin một cách rõ ràng. Đừng có nghĩ mình là một tội nhân yếu kém, là một người khó khăn, một người khổ sở, nài xin Chúa là Chúa ơi xin hãy vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Hoặc là con như đất khô hạn, con như một mảnh đất khô hạn. Xưa rồi, chuyện đó là của địa vị của chúng ta khác lắm. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho những vị thần của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh này. Salam.